Em đẹp không cần son phấn, xinh thần xinh rất hiền. Không quần jean dày cao gót, em chọn riêng mình em áo dày. Trời ơi, nhưng mà phải công nhận là dạo này em xinh hơn, dạo này em đẹp hơn và dạo này em choáng hơn. Không phải tự nhiên mà như thế đâu nhà mình nhá. Rõ ràng là cái thời gian mà em quay quýnh B là nó khác hẳn đúng không ạ? Cái làn da của em ngày đó là nâu sô cô la, là bánh mật. Còn bây giờ mọi người nhìn thấy đi ạ, rõ ràng là cái phần gọi là da body của em cũng như là da mặt của em rất là đồng đều màu da. Và cái quan trọng ở đây là trắng, gọi là trắng sang chảnh, trắng chanh xả, chứ không phải là cái kiểu trắng kem lột kem trộn. Hương không phải là người mà tự nhiên mà Hương ngồi Hương khen mình đâu, nhưng mà đúng là thời gian gần đây Hương rất là hài lòng. Và tại sao mà Hương lại phởn như vậy? Mỗi sáng ngủ dậy là cứ hát nghêu ngao, bởi vì là nhìn cái làn da của mình vào mỗi buổi sáng mình thích quá. Có nghĩa là chưa cần phải make up gì, chưa cần phải chuẩn bị gọi là quần là áo lượt, những cái bộ cánh mà mình đã cảm thấy mình mặc đơn giản như thế này mình cũng đã thấy đẹp rồi. Thì ngày hôm nay Hương xin phép chia sẻ về cái bộ combo dưỡng trắng kết trắng của Skin IC mà Hương đặt ở trước mặt đây, thì mọi người thấy không ạ? Bình thường là những cái sản phẩm mà dành cho da mặt là riêng đúng không ạ? Bình thường những cái sản phẩm mà dành cho body là riêng đúng không ạ? Sữa tắm thì không có ai mà người ta lại lấy người ta bôi vào mặt cả, bởi vì là nó phải là kem dưỡng của face khác, của mặt khác. Còn sữa tắm là chỉ dành cho body thôi. Nhưng hôm nay Hương xin phép là Hương sẽ thử nghiệm cái sữa tắm kết trắng một bước than hoạt tính này lên trên khuôn mặt của Hương. Ok chưa ạ? Hương là một người rất là kỹ tính, không bao giờ Hương dám dùng như vậy cả. Nhưng bởi vì sao? Bởi vì Hương hoàn toàn yên tâm bởi Skin IC. Thì Hương nghĩ rằng là cái da mặt của mình nó nhạy cảm như thế nào mà nó còn sử dụng được, thì cả nhà yên tâm là khi mà sử dụng vào cái body là cái da cơ thể của mình thì nó còn an toàn tuyệt đối tới mức độ như thế nào. Và sau đây thì xin phép là Hương sẽ thử nghiệm luôn lên trên da nha. Đây, vẫn như lần trước, sau khi mà làm sạch mặt đây, sáng ra ngủ dậy là chưa có trang điểm gì. Đó, mặt cũng gọi là bôi một chút, gọi là son để cho nó tươi tỉnh nói chuyện với nhà mình thôi. Thì đây, xin phép là sẽ bôi luôn trên má bên trái. Hôm trước em bé như Hương nghịch, thế là làm gọi là bung cái nắp ra, bây giờ là phải bôi trực tiếp như thế này đây nhà mình ạ. Massage nha. Cái này á, cái sản phẩm đầu tiên đó là sữa tắm kích trắng một bước than hoạt tính. Và Hương đảm bảo này, sử dụng lần đầu tiên là bật tông lên ngay. Bởi vì nhà mình biết không, cái thời gian Hương quay Quỳnh Búp Bê á, thì cái da của Hương nó bị bắt nắng kinh khủng. Toàn chọn vào cái thời điểm là 12 giờ trưa xong lôi nhau ra ngoài trường quay để quay thôi. Cái da của Hương lúc đó nó mẩn, nó lỗ chỗ, thậm chí nó có cái mụn đầu đen, cái mụn li ti rồi, ôi nhìn cái da không muốn nhìn nữa. Và sau đó là phải bả ma tít, gọi là bả phấn để mà che đi những cái khuyết điểm. Thì khi mọi người nhìn lên trên hình mọi người không thấy đâu ạ. Nhưng mà bây giờ như Hương tự tin, Hương không trang điểm mà vẫn ok, da vẫn đẹp, vẫn mỹ mãn. Mà thậm chí là da mặt và da body bây giờ là nó không cách xa nhau về cái tông da. Để mọi người thấy rằng là sao, cái nguyên liệu 100% của Skin IC là nhập khẩu. Nguyên liệu nhập khẩu hoàn toàn là 100% là hữu cơ thiên nhiên, nhập khẩu Hàn Quốc nhà mình nhá. Và trắng bật tông lên ngay từ lần đầu tiên. Bởi vì sao? Bởi vì cái này nó được kiểm định rất là gắt gao, có chứng nhận của Bộ Y tế đàng hoàng. Và cái sản phẩm này là hoàn toàn an toàn, lành tính, 100% là nguyên liệu thiên nhiên. Sau khi mà mình đã sử dụng cái lớp gọi là sữa tắm kết trắng một bước than hoạt tính này, thì tất cả những cái gọi là than hoạt tính nó sẽ làm sạch cái da của mình. Nó làm sạch da của mình. Và ngoài ra ấy, sau khi mình dùng xong rồi thì làm sao nó không có cái cảm giác nó bị bết dính vào, nó không gây một cái mùi hôi gì. Đây ví dụ đây, Hương đang bôi đây, cái mùi thơm nó rất là tự nhiên, bởi vì nó 100% là hữu cơ thiên nhiên mà. Nó không có những cái chất gọi là hóa chất, nó không có chất độc hại. Và khẳng định cam kết luôn, nếu như phát hiện ra là ở trong Skin IC có chất độc hại, có độc tố ảnh hưởng đến da thì sẽ hoàn tiền và thậm chí là đền tiền cho các bạn luôn. Và mọi người biết rằng là da nó có bị bào mòn không, chính là bởi vì nó bị oxy hóa. Thì ở trong cái chai sữa tắm kích trắng một bước than hoạt tính này, nó làm ức chế cái quá trình oxy hóa đấy. Thế nên là sau khi dùng, dù là dùng lần đầu tiên thôi, chúng ta cũng có cái cảm giác là da mình nó mềm hơn, nó mướt hơn, nó mịn màng hơn. Và đặc biệt nó được detox, nó được thải độc. Đó, nó được gọi là trẻ hóa làn da của mình. Hương vẫn luôn phải nhắc nhà mình một câu là như thế này. Hương khẳng định với các bạn 100% nguyên liệu của Skin AEC là hoàn toàn là đến từ thiên nhiên, nature đấy ạ. Mọi người nhìn thấy không ạ? Da mặt, da body của Hương cực kỳ là trắng và trắng bật tông lên ngay. Nhà mình nhớ nha, đang có combo này, ba sản phẩm này, sữa tắm kích trắng một bước than hoạt tính này, kem dưỡng trắng da toàn thân ban ngày này, kem dưỡng trắng da toàn thân ban đêm này, mua combo này này sẽ được tặng thêm một chai sữa tắm dùng hàng ngày với giá là 1.470.000.
Đó, và tính tới thời gian này thì từ ngày quay cùng B xong đến giờ thì cũng được 3-4 tháng rồi, mọi người thấy không ạ? Cái làn da của Hương nó được trẻ hóa ra này, nó được nâng tông lên, phải nâng lên đến 4-5 tông chứ không phải là ít đâu ạ. Và nếu như nhà mình sử dụng thường xuyên á, thì Hương đảm bảo là sẽ trắng rất là nhanh. Và đặc biệt là với những cái làn da mà bị ngăm, bị lâu và không thể trắng lại được, hoặc là da ngăm đen á, mà các bạn nói là em thôi em hết thuốc chữa rồi, thì hãy thử sử dụng cái skin AEC này đi. Hương đảm bảo với cả nhà là cả nhà sẽ hoàn toàn hài lòng với tất cả những cái gì mà skin AEC mang lại cho cả nhà. Ok, sau đây Hương xin phép là Hương sẽ tẩy cái phần sữa tắm kích trắng một bước than hoạt tính này để cả nhà so sánh được xem là hai bên má nó có khác nhau hay không nhá. Nãy giờ thì không để được lâu đâu, được có 5-10 phút thôi, nhưng đúng ra nhà mình là phải ủ độ tầm 15-20 phút đấy. Mà thôi, nhưng ngắn ngắn như này thôi là cả nhà đã đảm bảo đã nhìn thấy cái tác dụng rồi. Đây xin phép là Hương sẽ làm sạch mặt luôn nha. Đây cả nhà mình so sánh đi ạ. Hương vừa với gọi là sử dụng cái sữa tắm kích trắng một bước than hoạt tính được có khoảng 5 phút trong nãy giờ mà khi mà chia sẻ với nhà mình thôi, 5-10 phút. Thì mình thấy không ạ? Cái da ở bên trái, là cái má bên trái này nó hồng hào hơn, nó được làm sạch hơn. Cái da bên này nó cũng khá là trắng nhưng không thể trắng hồng được bằng cái da bên này. Và đây nhá, cái khuôn mặt của Hương là Hương đã gọi là Hương đã sử dụng nhá một cái sản phẩm mà nó đã từ lâu rồi, thế nên là cái da nó khá là đồng đều màu da. Còn với những bạn, các bạn sử dụng cái skin AEC, đặc biệt là với cái sữa tắm kết trắng lần đầu tiên này, thì các bạn sẽ thấy rõ rệt gọi là bên trái và bên phải nó rõ rệt, nó đồng, nó gọi là rõ ràng luôn, là một người một tịt luôn. Đây mọi người thấy không ạ? Đây, bên trái này, bên phải này, gần hơn một chút để mọi người nhìn nha. Đây mọi người thấy không ạ? Đấy nhá, mọi người nhìn này, trắng sáng hơn luôn. Mà Hương vừa mới để được có 5-10 phút thôi. Ok, sau khi mà đã sử dụng xong cái sữa tắm kích trắng một bước than hoạt tính đó, thì buổi sáng Hương sẽ dùng cái kem dưỡng trắng da toàn thân dành cho ban ngày. Còn buổi tối Hương sẽ sử dụng cái kem dưỡng trắng da toàn thân dành cho ban đêm. Và cái tên đầy đủ của nó là kem dưỡng trắng da chống nắng ban ngày, thì nghe tên đã đủ để biết rồi đúng không ạ? Là cái chỉ số SPF ở trong cái sản phẩm Skin AEC này là 50 cộng. Đó, bình thường là có 30-35 cộng thôi. Thì nó có cái tác dụng là chống bụi này, chống mắt nắng này, chống lão hóa cho da này, giảm rất là nhiều những cái mờ, những cái vết thâm, vết nám, vết tàn nhang, vết đồi mồi, vết chân chim có ở trên cơ thể. Và đặc biệt là nó làm cho cái việc mà chúng ta gọi là bảo vệ cái làn da của mình trực tiếp khỏi ánh nắng mặt trời, khỏi những cái tia tử ngoại, tia cực tím nó hại da. Thì Hương xin phép buổi sáng ngủ dậy Hương sẽ sử dụng luôn để nhà mình được xem luôn ạ. Mình mua một combo bây giờ nhá, 3 sản phẩm nhá. Sữa tắm kích trắng một bước than hoạt tính này, kem dưỡng trắng da chống nắng ban ngày, kem dưỡng chống trắng da ban đêm này. Tất cả những sản phẩm này đều có giá là 490.000, kể cả chai sữa tắm mà đang được tặng này cũng có giá là 490.000. Nhưng mua cả một cái combo thì chỉ có giá là 1.470.000 thôi. Nhớ để lại số điện thoại dưới comment nha. Và Hương cũng xin phép Hương nói luôn về cái kem dưỡng trắng da toàn thân ban đêm. Thì cái này thì buổi tối mình mới dùng nha. Còn bây giờ đang buổi sáng thì Hương sẽ sử dụng cái kem dưỡng trắng da chống nắng ban ngày. Còn với ban đêm thì khi mà chúng ta đã gọi là kích trắng một bước than hoạt tính, thải độc tố bằng cái sữa tắm này rồi, thì chúng ta sử dụng cái kem ban đêm. Kem ban đêm nó có tác dụng như thế nào? Nó là dưỡng chuyên sâu, nó khôi phục những cái sức sống cho da. Đó, những cái da mà nó bị bào mòn thì được tăng sinh collagen cho da, ức chế cái quá trình oxy hóa cho da, làm se khít lỗ chân lông, và đặc biệt là làm cho cái da của mình căng mịn bóng khỏe. Giá của nó cũng là 490.000. Mua combo lại phải nhắc lại một lần nữa là 1.470.000. Thì hy vọng rằng là qua cái clip này thì những bạn mà các bạn đặt ra câu hỏi cho Hương là mua hàng ở đâu để đảm bảo, để gọi là chất lượng và đúng những gì mà chị Hương chia sẻ, thì có thể comment ở dưới cái video này để các bạn mua hàng được chuẩn nhất, là chính là từ cái sản phẩm Skin AEC, hàng công ty nha, 100% nguyên liệu nhập khẩu là Hàn Quốc, nhà mình hoàn toàn yên tâm nha. Đây là sữa tắm, đây là sữa tắm nhưng mà tác dụng 10 trong 1, combo sữa tắm kích trắng trắng da, chứ không phải là kem lột, kem trộn, kem trắng, kem tẩy, không hóa chất, không độc hại, không silicone, không gì hết, không tạo mùi, tạo màu, và hoàn toàn nó chính là thiên nhiên và cũng thực sự là tốt. Nếu ai có câu hỏi gì, muốn tư vấn gì thì có thể comment ở bên dưới. Hương sẽ gọi là sẵn sàng Hương giải đáp tất cả những cái thắc mắc của mọi người. Bởi vì sao? Với cái cương vị là một người đã sử dụng rồi và cũng là một người đã mua hàng và đã cảm thấy nó thực sự là nó rất là tốt và nó phù hợp với cái làn da của người Á Đông, đặc biệt là người Việt Nam, thì hy vọng rằng là qua clip này thì nhà mình sẽ mua được gọi là skin AEC chuẩn nhất, chính xác nhất, tiêu chuẩn thì quốc tế nhưng mà giá thành thì rất là Việt Nam.
Ok nha. Bye bye cả nhà nha. Bye bye nha.